Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú và anh chị. Đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, để tiếp nối với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà quan, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình thêm một cái video nữa. Thì như cái khung cảnh ở đây thì cả nhà mình cũng đã hiểu ra một phần nào rồi. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái cục thổ này để Lê Trung xin phép được nhờ cái thần lực của các ngài, các ông đang trấn giữ tại cục thổ nơi đây để có thể là độ hóa, có thể là giúp đỡ cho cái phong quỷ mà đã từng ném đá vào đầu, khiến cho đầu của Lê Trung nó bể đó, chảy máu đó cả nhà. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì Lê Trung cũng đã nhốt nó hình như là cũng được 5-7 ngày rồi. Và hàng ngày thì Lê Trung đều có trì chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi để cho nó nghe, và Lê Trung bắt kinh Bát Nhã cho nó nghe nữa cả nhà. Đó. Thì nghe mấy ngày nay rồi thì Lê Trung cũng muốn gấp rút để giúp đỡ cho nó buông bỏ được cái bản ngã, để giúp cho nó được sớm đi về chùa để chúng ta tu hành. Tuy rằng thì trong cái giai đoạn mà Lê Trung thu phục nó, giao tiếp với nó thì cũng đã bị nó tấn công, cũng bị nó làm khó, bị nó chửi bới rất là nhiều. Nhưng mà không quan trọng về cái vấn đề đó cả nhà. Tại vì cái ý nguyện của Lê Trung từ trước đến giờ là muốn giúp đỡ cho các cái vị vong linh có một bữa ăn để giúp cho họ được no lòng ấm dạ, cũng như là muốn giúp đỡ cho các vong linh, để cho các cái vong linh được đi về chùa để tu hành. Đó. Còn cái việc mà vong tấn công hay là vong chửi bới hay là vong đánh đập gì đó thì đó là cái điều tất nhiên cho cái công việc của mình thôi. Đó, cho nên là Lê Trung cũng không có đặt nặng quá về cái vấn đề mà bị thương hay là bị tấn công hay bị là chửi bới gì thế cả nhà. Đó. Vậy rồi thì cũng như thường lệ, khi mà Lê Trung đến đây thì trước tiên thì Lê Trung sẽ đặt cái bàn lễ ra, và Lê Trung thực hiện một vài nghi thức rồi khấn vái xin sợ các vị ở đây, các vị trấn giữ cục thổ này, để mà nhờ cái thần lực của các ngài ở đây để mà mình sẽ làm tốt cái công việc mà ngày hôm nay nha cả nhà. Thì đối với cái con quỷ này thì như cái nhà mình cũng thấy rồi, nó có một cái sự gian manh, nó không hề nhẹ. Cho nên là trước khi mà Lê Trung thả nó ra thì Lê Trung cũng phải đặt kết giới, rồi Lê Trung cũng phải thăm dò nó xem là nó coi là cái tình hình là nó đã giác ngộ hay chưa. Đó, nếu ngày hôm nay mà nó không chịu giác ngộ thì Lê Trung sẽ sử dụng biện pháp mạnh đối với nó nha cả nhà. Đó, tại vì nó quá hung hăng thì mình phải sử dụng cái biện pháp mạnh thôi. Chứ nhân nhượng với nó thì nhân nhượng nó nhiều quá thì thứ nhất á, mất thời gian. Thứ hai nữa thì Lê Trung đã nhân nhượng với nó rất là nhiều rồi. Đó. Nhân nhượng đến nỗi mà phải bị bể đầu, mất máu. Cho nên là ngày hôm nay Lê Trung sẽ không nhân nhượng nữa. Nhân nhượng như đó đủ rồi. Để thời gian và để sức lực để mà đi giúp đỡ với các vong khác nữa. Chứ nhân nhượng nó nhiều quá mà mất thời gian. Thì rằng nói nó hung hăng, nó đã tấn công Lê Trung chứ, mà Lê Trung cũng vẫn phải cúng kiến cho nó. Ngày hôm nay phải bắt buộc cho nó ăn bằng được những phần lễ này. Hôm bữa thì nó xuất hiện ra, nó ăn mà nó chê kiểu như dạng là nó sóc lọ, dạng như là bất cần. Bỏ đói mấy ngày hôm nay rồi, trì chú rồi này kia thì không biết là cái tình hình nó như thế nào. Xem cái nó có buông bỏ chưa. Chừng nào mà nó không buông bỏ thì mình tính tiếp theo cái kiểu nữa, không buông bỏ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đức Đại Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì con cũng xin phép được nhờ cái thần lực của các ngài các ông đang trấn giữ tại cục thổ này để có thể độ hóa được cho cái dòng quỷ mà con đang thu giữ hồn phách trong cái bệnh hồ lô. Con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ đó, có thể giúp con giáo độ tốt ở cái phong quỷ này để giúp cho họ quay về với chánh đạo, quay về Phật pháp để tu hành khổ hạnh, để giải bỏ cái nghiệp quán mà nhiều đời nhiều kiếp đã tạo ra, để sớm thoát khỏi cái ngạ quỷ, không phải độ vào ngạ quỷ để vạn kiếp bất phục, vạn kiếp không được siêu sinh. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Bây giờ trước tiên thì Lê Trung sẽ thăm dò thử xem là mấy ngày hôm nay Lê Trung nhốt ở trong cái bình hồ lô thì nó có buông bỏ được một chút xíu nào hay không nha cả nhà. Sao rồi, mấy ngày hôm nay tôi nhốt ông ở trong cái bình hồ lô, ông cảm thấy như thế nào? Mày bỏ nhốt tao trong đây tăm tối rồi mày bỏ đói rồi mày truyền cái gì đâu cho tao nghe hả? Có chịu chết luôn à? Tôi để ông trong cái bình hồ lô để cho ông suy nghĩ lại những cái gì mà ông đã gây ra và những cái gì mà ông đã làm lỗi, để cho ông buông bỏ, để cho ông hồi hướng theo Phật, để mà ông tu hành. Mà mấy ngày hôm nay tôi để ông trong đó, tôi trì chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi cho ông nghe đồ này kia là ông cũng không có gì, không có hiểu được gì luôn hả? Bắt tao bị nhốt trong đây mày ép cho tao nghe ba cái đó, rồi giờ mày còn hỏi nữa. Bây giờ cái chú Đại Bi của chú Lăng Nghiêm ông nghe là chỉ nghe tốt cho ông thôi, chứ đâu có cái gì đâu mà ông không muốn nghe mà ông không chịu hiểu. Tao nghe cũng nhiều lắm rồi, mà bây giờ á mày thả tao ra đi. Bây giờ tôi thả ông ra thì được rồi đó, nhưng mà tôi thả ông ra, ông có chịu để cho tôi giúp đỡ cho ông hay không? Tôi thả ông ra là ông có hồi hướng theo Phật để mong tu hành hay không, hay là ông giữ cái bản ngã là ông đi tấn công rồi người ông đi kèm những cái tên đó là thầy pháp nữa? Ôi mày thả tao ra ngoài đi mày ơi, mày nhốt trong đây tao khó chịu quá ha. Thả tao ra đi. Mà bây giờ là ông có hứa với tôi là ông để cho tôi giúp đỡ hay không kìa, nó mới quan trọng chứ. Bây giờ là tôi thả ông ra rồi ông dẫn chứng nào thật nấy thì tôi thả ông ra làm gì? Thôi tao nghe lời mày, thả tao ra đi. Rồi bây giờ là tôi thả ông ra là ông phải là ngoan ngoãn hồi hướng theo Phật, hồi hướng theo chánh đạo để mà tu hành, chứ không có được tu luyện tà thực nữa, để đi hại người nữa tôi mới thả ra. Được, tao hứa mày thả tao ra đi, tao không muốn ở trong đây nữa đâu. Bây giờ là tôi thả ông ra với một điều kiện là tôi sẽ trấn giữ cái nơi này lại, tôi đặt kết giới lại không cho ông sử dụng pháp thuật. Nếu mà ông ra, tôi thả ông ra mà ông dẫn chứng nào thật nấy thì ông đừng có trách tôi. Mày muốn làm gì thì làm đi mẹ ơi, nhưng mà mày phải thả tao ra mới được đó. Rồi bây giờ thì để tôi đặt kết giới rồi tôi sẽ thả ông ra. Bây giờ đối với cái con quỷ này nè cả nhà, thì Lê Trung đã bị nó lừa hết một lần rồi, không thể nào tin tưởng nó được. Cho dù thả nó ra, Lê Trung cũng phải đặt kết giới để mà kiềm hãm cái pháp lực nó lại, để không cho nó tấn công cũng như là không cho nó chạy trốn được nha cả nhà. Xin chào. Mày nhốt tao mấy bữa nay trong đó hả? Tao bất cứ khó chịu á, nên thả tao ra được rồi hả? Tao thấy nó sảng khoái gì đâu á, đừng có nhốt tao nữa nha mày. Bây giờ là tôi nhốt trong đó không phải để mà làm hại ông, cũng không phải để mà dày dò cái gì hết á. Tôi nhốt ông đó vô để mà cho ông bình tĩnh lại, để cho ông là suy nghĩ lại những cái việc của ông làm thôi. Tôi chỉ muốn giúp cho ông thôi, chứ tôi là không có muốn hại ông đâu, mà ông cứ là hết lần này tới lần khác ông tấn công tôi.
Rồi ngày hôm nay thì nhốt mấy bữa này để cho nghe kinh thì cũng chưa có được là chưa có được hiểu rõ, chưa được là tăng được cái lòng từ bi, giảm bớt đi cái quán hận uất hận trong người nữa. Nhốt tao trong đó hả? Mày sợ tao nghe cái gì đâu không á? Giờ đó mày tối xấu. Trời ơi, đúng là chứng nào tật nấy. Mày nhốt tao trong đó, tao khó chịu lắm. Tao phải trả thù, tao phải bóp cổ mày. Trả cái đầu ông ấy chứ trả bây giờ là tôi có làm gì tổn hại tới ông đâu mà ông cứ buông ra là ông tấn công, buông ra là ông tấn công hết lần này tới lần khác vậy trời. Mày cũng là thầy bà pháp sư chứ ai. Thầy bà cái gì đó, tôi nói ông rất là nhiều lần rồi. Sáng rồi, tôi nên tao trả thù. Bây giờ ngày hôm nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. Để mà ông khỏi còn cái chấn nữa. Mày làm gì được tao? Mấy ngày nay là tôi đã nhân nhượng ông rất là nhiều rồi. Tôi không có muốn sử dụng đó là biện pháp mạnh đối với ông. Mà ngày hôm nay khi mà thả ông ra, nhân nhượng thả ông ra thêm một lần nữa thì lại ông tính là nhào vô ông tấn công tôi nữa. Ngày hôm nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là để độ. Tả mũi chân quá. Long quá. Tao cho ông. Tôi sẽ đốt cho ông nha. Tôi đốt cho ông cái hồn siêu phát tán luôn cho ông biết nè. Long quá. Để tôi. Để tôi coi ông còn hung hăng hết. Bây giờ ông sợ chưa? Mày muốn làm gì tao thì mày ngồi đi, mày đừng có đốt tao nữa. Tao nóng quá, tao cháy nóng quá. Mấy ngày hôm nay tôi để cho trong cái bình hồ lô. Tôi cũng muốn lấy cái bình đó, lấy cái tà mụi chân quả này tôi đốt cho ông, nhưng mà tôi không đốt. Tôi để cho ông nghe kinh nghe chú để mà giác ngộ, để mà hiểu về Phật, để mà hồi hướng theo Phật để mà tu. Nhưng mà chứng nào tật nấy, ngộ thiệt chứ. Ông đội vô ngã quỷ bao nhiêu lâu rồi mà ông vẫn về chứng nào tật nấy vậy? Lâu lắm rồi. Trước đây ông là con người đúng không? Đúng vậy. Rồi tại sao là không chịu mà đi tu hành cho nó đúng đường, tu theo Phật pháp, tu theo chánh đạo mà lại là tu theo tà đạo, rồi đọa vào ngã quỷ rồi mới là đi kiếm đường hại người như vậy? Tao thành vong linh á, thành vong quỷ á, rồi á, có cái ông thầy pháp đó, ông nói với tao lời ngon tiếng ngọt, nói về là với ổng, ở với ổng đi, để giúp đỡ cho ổng, rồi ổng cho tao uống đầy đủ rồi. Luyện chỉ dạy phép thuật cho tao nữa. Rồi tao mới nghe theo vậy đó, tao mới đi về. Rồi cái ổng sai tao á là đi bắt cho người ta mạnh khỏe vậy, bệnh hoạn vậy đó, để mà người ta tìm tới ổng trị, để ổng ăn tiền đó. Mà lúc đó ổng mới chỉ tao vài kêu rồi là tao đi làm cho ổng là 6 trường hợp, tao bắt 6 người con người ta bệnh rồi cái đó, người ta mới tìm tới ổng trị, ổng lấy tiền của người ta. Rồi tao thấy làm vậy á thất đức quá. Rồi ổng kêu tao đi làm nữa, nhưng mà tao nói là tao không có làm. Tao tính đi, tao bỏ đi, nhưng mà không biết là vậy thế nào tao cũng đi à, cho nên ổng dụ tao, ổng nói ngon nói ngọt là đi á
bắt một người nó đi, rồi là ổng chỉ dạy pháp thuật cho. Tao mới đi, tao bắt con nhỏ đó đó, bệnh. Rồi cái gia đình nó chở nó tới nhà của ông thầy pháp đó đó. Ừ. Mấy ổng mới làm phép cho nó hết. Rồi ổng lấy tiền người ta. Ừ. Rồi sau đó ổng giữ lời hứa với tao. Ổng chỉ dạy pháp thuật cho tao á. Rồi cái bữa đó là tao canh ổng chỉ kêu tao đi bắt người ta đó. Ừ. Rồi tao đi á. Tao mới làm theo lời ổng, tao đi bắt. Rồi cái tao tìm đường tao trốn luôn. Ổng cũng làm phép, ổng triệu hồi tao về. Tao đâu có về đâu. Rồi á, tao đi tới cái nghĩa địa đó, tao trú ngụ nghĩa địa đó đó. Ừ. Rồi cái ổng tìm tới, ổng bắt tao về. Vậy là ổng tìm tới khu nghĩa địa đó, ổng bắt ông về được luôn hả? Cũng vậy. Ừ. Rồi á, ổng ra sức, ổng đánh đập, ổng lấy cái phép, ổng quánh tao. Ừ. Tao chịu không nổi. Mà ổng hành hạ ổng ta tấn tao. Ừ. Ngày này qua ngày kia vậy đó. Ừ. Bắt là phải nghe lời ổng, đi bắt người ta, hại người ta bệnh hoạn. Ừ. Để người ta tìm tới ổng, ổng mới có tiền. Ừ. Rồi cái bữa đó là tao canh ổng đi làm bệnh cho người ta đó. Ừ. Rồi tao mới trốn. Ừ. Trốn thoát được. Rồi ổng cũng triệu hồi tao về nữa. Ừ. Mà tao đâu có về. Lần này á, tao trốn đi xa luôn. Ừ. Ổng cũng nhiều lần triệu hồi lắm. Nhưng mà tao á, tao thoát được rồi á, là dễ mịch gì tao về. Tao bị bắt một lần, tao bị quánh. Rồi cho nên tao mới thù. Thù xong rồi lúc đó là mới bắt đầu là gấp rút tu luyện tà thuật. Rồi cho nên là nó mới nhập ma đó hả? Đòi dòng áo quỷ đó hả? Rồi một bữa là tao thấy mày đi vô, thấy hào quang phát sáng lạ, tao nghi mày thế nào cũng là thầy pháp. Ừ. Cho nên á, tao mới quánh mày, tội mày á, ghét thầy pháp. Ừ. Vì mấy ông thầy pháp á mà bắt tao, quánh tao, hành hạ tao nữa. Cho nên giờ tao căm thù mấy ông thầy pháp lắm. Rồi hiểu rồi. Bây giờ tôi nói lại một lần nữa cho ông nghe nè. Cái vấn đề của ông đang góp phải tôi hiểu. Nhưng mà ông cũng phải hiểu cho tôi vấn đề ở đây. Tôi không phải là thầy pháp và cũng không phải là pháp sư, không phải là thầy bà gì nhất. Tôi là một người trần bất thịt, một người dương, có cái cơ duyên được nhìn thấy vong linh, nhìn thấy được cái sự đau khổ, cái sự khổ cực của họ, phải chịu cái cảnh đói khát lạnh lẽo, trốn chui trốn nhủi ở những nơi tăm tối, những nơi hoang vu vắng vẻ, những cái nơi là cùng trời cuối đất. Cho nên tôi mới muốn trải cái lòng của tôi ra để đi cúng kiến cho những cái vong linh, vong quỷ như ông đó dùng đó. Rồi cũng muốn giúp đỡ một phần nào đó cho các người có thể là sớm được đầu thai chuyển kiếp. Ừ. Tôi làm cái nghề này tôi thật sự với ông á, tôi bỏ ra còn nhiều hơn là cái tôi nhận vào nữa. Bỏ sức khỏe, bỏ thời gian, bỏ xương máu đó. Nhiều lúc bị vong linh, vong quỷ đánh đập chết lên chết xuống. Nhưng mà tôi biết được cái sự đau khổ, sự là khổ cực của các vị đó. Nhiều lúc cũng đối mặt chứ là cái chết đó. Nhưng mà tôi không nao núng, không buông bỏ. Thì tại sao mà trong lúc mà ông, trong cái lúc mà ông hiểu ra được cái vấn đề, ông hiểu ra được cái việc của ông thầy pháp làm xấu lúc đó đó, tại sao mà ông không có chịu là tu theo cái con đường chính đạo để mà cho nó sáng láng, cho nó rộng mở, con đường mình rộng mở hơn. Đã ông thầy pháp kia đã làm việc sai trái rồi đó, ông nhìn thấy trước mắt rồi và ông cũng đã hiểu được cái vấn đề rồi mà ông đi lại đi luyện tà thực để mà ông đi hại người.
thì ông có khác gì ông, cái ông thầy pháp đó đâu. Chỉ vì lý do mà hành hạ tao cho nên tao mới thù quán. Bây giờ mới tìm cách để trả thù. Bây giờ á, quan có đầu nợ có chủ. Ông thầy pháp đó ông hại ông, ông thầy pháp đó ông đánh đập ông thầy pháp đó ông hành hạ ông, thì cái đó là việc của ông thầy pháp đó chứ đâu phải của tôi, và cũng đâu phải của những anh chị thầy pháp, những cái cô chú thầy pháp khác. Là chỗ tao thuộc quán cho nên nó là tao gặp thầy pháp đó, bất cứ ai là thầy pháp cho nên là tao mới trả thù vậy đó. Rồi ông làm như vậy ông được gì? Ông làm được như vậy để ngày hôm nay ông bị lửa tâm mộ của tôi đốt là đau đớn như vậy, hay là ông làm như vậy để ông được sung sướng, ông được là thoải mái, ông được là người ta cung phụng? Tao chỉ nghĩ là trả thù thôi, chứ ngoài ra tao đâu có còn nghĩ cái gì nữa đâu. Đây nè, phải chi ngày hôm đó ông xuất hiện ra, ông giao tiếp với tôi, ông kể rõ cho tôi cái vấn đề mà ông đang ra vấp phải, thì tôi có thể giúp cho ông một cách nó trọn vẹn hơn, là không cần phải là bắt bớ ông để làm cái gì, mà tôi cũng không cần phải mất máu, không cần phải bể đầu, mà ông ngày hôm nay ông cũng không phải bị lửa đốt. Tại vì khi mà mình muốn giải quyết một cái việc gì đó thì mình cũng phải trân trọng cái người đối diện với mình. Ông muốn giải quyết những cái người làm việc xấu, tức là ông thầy pháp đó, ông đang làm việc xấu, ông muốn giải quyết ông đó. Nhưng mà thay vì ông kể cho tôi nghe, ông lại đánh đập tôi, ông lại ném đá, ném gạch tôi, ông tấn công tôi như vậy, thì cũng chính ông cũng đang làm việc xấu đó. Rồi ngày hôm nay khi mà tôi thả ông ra, tôi muốn cúng kiến cho ông thêm một lần nữa để ông dùng, và tôi muốn giúp cho ông đi về chùa để mà ông tu, thì ông vẫn giữ cái bản ngã, ông lại muốn tấn công người. Rồi khi mà bị lửa đốt tới bây giờ, ông cảm thấy không? Nóng không? Đau không? Không chứ, đau lắm. Cái gì mà nó thuộc về cái khỏe phắn thì mình không chịu. Mình phải chờ bị đánh đập, bị trừng phạt đồ này kia, nó mới chịu. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì có còn muốn hung hăng nữa không? Không, tao không hung hăng nữa đâu. Tao không quấn mình nữa đâu. Mày tha cho tao đi, mày đừng có đốt cho tao nữa nha. Tao sợ lửa lắm. Hả? Sợ lửa? Rồi có sợ đói không? Có chứ. Rồi ngày hôm đó tôi cúng kiến cho ăn là... tại sao không ăn? Ghét tôi dữ lắm hay gì mà không ăn đồ của tôi, rồi quăng tứ đồ tung hết rồi. Tao thèm ăn thịt đó, mà mày cúng đồ chay đó, tao không ăn, cho nên là tao mới... là nóng rồi mới là phá đó. Bây giờ tôi nói thẳng với ông luôn, tôi không có thịt, tôi chỉ có những cái món đồ như thế này tôi cũng cho ông ăn. Còn thịt thà, tôi nói thật sự với ông á, thịt thà bây giờ cho dù có thì tôi cũng không có cho ông ăn nữa. Sao vậy? Ông biết sao không? Hiện giờ ông đang đợi ở trong ngã quỷ, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, tôi muốn ông dùng cái đồ chay để cho ông biết được cái đồ chay nó ăn nó như thế nào, và trong cái thời gian sắp tới ông phải đối mặt với cái đồ chay này, cho nên là tôi muốn ông ăn cho nó quen với cái đồ chay này. Còn bây giờ thịt thà tôi có, nhưng mà tôi cũng không có cho ông ăn, tại vì khi mà cho ông ăn được cái thịt thà rồi, rồi khi mà ông đi về chùa nó ông quen thịt nữa rồi ông ăn thịt nữa sao? Rồi thịt thà đâu ăn? Thôi, tao không ăn thịt nữa đâu. Mày cho cái gì tao ăn nấy, mày cho tao ăn đi, tao đói quá à. Tao chịu thua mày rồi, thì giờ tao đi, tao không có quánh mày nữa đâu. Mày muốn làm gì tao cũng được hết trơn á, mày muốn tao làm cái gì cũng được hết á. Thôi, quánh đại đi, trời ơi, quánh đại đi chứ ấy gì. Bây giờ khỏi ăn luôn, bây giờ chờ cho ông quánh này, tưởng tôi dọn tôi đi về nữa chứ. Thôi, tao không quánh mày đâu, mày có cái lửa đó mày đốt tao á, tao đau đớn lắm, tao sợ rồi. Sợ thiệt chưa? Sợ rồi. Mà nếu mà bây giờ còn giả tạo nữa thì tiếp tục nha, tiếp tục đốt nữa nha.
thôi đừng tôi đốt tới khi nào mà hồn siêu phát tán thì thôi đừng đốt tao nữa, tha cho tao đi. Bây giờ là tha thiệt đúng không, xin thiệt đúng không? Xin tao xin thiệt mà. Ừ rồi nhá, bây giờ tôi sẽ để cho một cái khoảng thời gian nhất định để cho ông dùng những cái phần lễ này, phải tập ăn dần đi. Đó, chứ không phải mà mình mà cái kiểu mà mình muốn gì được nấy. Đó, rồi mình muốn cái đó mình không được, bắt đầu là mình thất phá bỏ. Ông biết không, khi mà con người á, làm ra được những cái bánh nè, trồng ra được những cái cây nè, làm ra được những cái hạt gạo như thế này, ông biết người ta cực khổ cỡ nào không? 3 tháng mấy, 4 tháng trời người ta mới làm ra được một cái hạt gạo như thế này để cho ông ăn. Còn cái cây này nè, người ta phải chăm sóc hàng ngày mấy tháng trời, 7-8 tháng trời người ta mới có được một vụ trái cây như thế này. Đó rồi chưa kể bánh kẹo người ta làm, bỏ biết bao nhiêu tiền bạc công sức ra đây để người ta làm. Tôi mua lại đây tôi cúng cho ông ăn, ông không ăn mà ông giật, ông vứt bỏ như vậy. Ông vứt bỏ như vậy rồi còn ai ăn lại được những cái món đó? Thế ông thấy uổng phí của trời chưa? Bởi ngày hôm nay nhất quyết là tôi không cho ông ăn thịt, ông phải ăn cho bằng được những cái món này cho tôi. Thôi, tao biết lỗi của tao rồi. Thì cho tao ăn đi, tao đói quá. Mấy đứa này mày nhốt tao trong đó, tao đói quá rồi. Ừ, rồi đó, bây giờ cho ăn đó. Không có chạy đi đâu được đâu. Cái cục thổ này tôi đặt kết giới rồi. Nó ấm áp làm sao á, mấy bữa nay nhốt trong đó tăm tối lạnh lẽo quá, giờ hưởng được cái mùi nhang á nó ấm trở lại rồi. Nhốt nó cho nghe cái gì đâu không á, còn bỏ đói nữa nhé. Giờ nó có cơm đây nè, mình ăn đi.
Sao ăn ba cái đồ chay rồi sao, được không, ăn được không? Ăn thấy được mẹ ơi. Được hả? Giờ đói rồi ăn cái gì cũng ngon phải không? Sao nữa? Ừ, vậy bữa đó còn làm giá làm nóng chọi quăng tứ lung tung của tôi rồi. Nãy giờ ăn uống rồi, ngồi trong đây ăn uống này có suy nghĩ gì cho cái bước tiếp theo không? Có muốn bánh lộn nữa không hay là muốn chọi đi đá nữa không? Không, không bánh nữa đâu. Mà mày cho tao hỏi coi. Hỏi gì? Mày là pháp sư hả? Đã tao nói rồi, không phải pháp sư. Nói sao nữa, không phải pháp sư sao mày, mày biết phép thật? Mày bị luyện phép thật ở đâu hả? Mà cao dữ hả? Đâu kệ, tôi hỏi làm chi? Tao hỏi cho biết vậy đó mà. Ủa tính luyện pháp thật nữa hay gì? Không, tao không luyện nữa. Bị một lần là chưa tởn cái gì mà bây giờ muốn học pháp thật nữa hay gì? Ủa tao hỏi cho biết vậy đó mà. Ừ, nói chung á thì tôi có cho tiền ông, giờ ông cũng không dám theo tôi theo thầy pháp lần nữa đâu. Người ta nói cho ông nghe luôn. Thì tôi thì cũng là một người tràn mất thịt thôi. Trước đây thì tôi cũng gặp rất là nhiều biến cố. Thì sau khi trải qua được những biến cố đó rồi thì bắt đầu là tôi mới có được cái cơ duyên là tôi nhìn thấy được là vong linh. Rồi tôi có mấy muốn là đi cúng kiến cho vong linh dùng, tại tôi biết họ đói khổ. Nhưng mà như ông biết rồi, đi gặp vong linh cũng đâu phải dễ. Gặp vong quỷ yêu quái yêu tinh như ông tấn công như vậy, ý là tôi có pháp thuật mà còn nhiều lúc còn vẫn phải bị đổ máu. Có nhiều lúc là quánh là bầm dập hết, xỉu lên xỉu xuống, chết lên chết xuống. Cho nên là thầy tôi mới là dạy cho tôi một ít phép để mà tôi phòng thân thôi. Chứ tôi thật sự ra là tôi không phải là không phải, nói chung là gọi tôi là pháp sư cũng đúng. Mà gọi tôi là không phải là pháp sư cũng đúng. Tại vì tôi không có phải là đi theo con đường đó. Đó. Nhưng mà đặc biệt tôi ở đây tôi không có làm thầy, làm bà gì hết á. Cũng không làm thầy pháp nữa. Nói chung là tôi chỉ gần giống như là pháp sư thôi. Chỉ học qua đạo thuật rồi biết một ít pháp thuật để phòng thân vậy thôi, chứ không có hành nghề thầy bà. Chỉ muốn là phát tâm đi cứu độ cho vong linh thôi. Chứ còn ngoài ra thì tôi không có muốn dính vào những cái thầy bà gì. À, thì ra là vậy, thì tao hiểu rồi. Rồi bây giờ thì sau quá là một thời gian tôi với ông đấu đá qua lại rồi, đánh nhau cũng đánh rồi, tâm sự thì cũng tâm sự rồi, phạt ông thì tôi cũng phạt rồi. Nhưng quan trọng ở đây bây giờ, hiện giờ cái tương lai của ông bây giờ nè, không lẽ bây giờ ông cứ giữ nguyên cái bản ngã như vậy rồi ông cứ lang thang vất vưởng trên cái cõi ta bà này xuyên suốt vậy hoài hay sao? Có muốn mình trở thành một cái con người nó đường đường chính chính không? Muốn chứ, nhưng mà giờ tao có biết làm sao đâu. Thì bây giờ nếu mà muốn thì tôi giúp cho. Giúp mà là giúp làm sao chứ? Thì tôi giúp cho ông trở thành một cái con người đường đường chính chính. Có mới nói nghe. Có sao không có? Không có sao mà tôi dám nói vậy? Mày giúp đỡ cho tao coi. Bây giờ nói chung là tôi sẽ cho một cái con đường, một cái con cây cần câu thôi. Chứ nói thẳng ra thì cũng không phải là tôi biến ông, tự nhiên tôi biến ông thành người được. Là tôi muốn hướng ông về Phật Pháp để mà ông tu hành, để mà ông giải bỏ cái nghiệp quán của mình. Rồi ông tu tâm dưỡng tánh, tích phước tích đức. Khi nào đủ phước đức đó, thì bề trên sẽ sắp xếp cho ông đi chuyển kiếp đầu thai, là lúc đó là mới trở thành một con người đường đường chính chính. Mình phải bỏ ra một cái thời gian nhất định để mà mình tu tâm dưỡng tánh của mình. Chứ bây giờ cho dù tôi có pháp thuật
mà có thể biến cho ông được trở thành một con người luôn. Tôi không dám biến cho ông thành người nữa. Tại bây giờ trong con người của ông nó vẫn còn những cái gọi là quán hận, uất hận, nó chưa là triệt để rời khỏi con người của ông. Cho nên bây giờ ông nhất quyết là ông phải đi về chùa để mà ông tu dưỡng cái tâm đức của mình. Sao không muốn không? Muốn chứ, vậy mày giúp đỡ cho tao đi. Giờ là tao không muốn ở đây nữa đâu. Ngủ như mơ chiều vậy, cái ông thầy pháp đó ông tìm tới ông bắt tao về nữa rồi tao chịu không nổi đâu. Thôi thì bây giờ nói chung thì nếu mà ông đã chấp nhận để cho tôi giúp thì tôi sẽ giúp cho ông. Chung là cái nguyện của tôi thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng bây giờ trước tiên bây giờ tôi biết là trong tâm can của ông vẫn chưa thật sự tin tưởng lắm vào trong Phật pháp, và ông cũng chưa có tin tưởng là Phật pháp có thể thay đổi cái con người ông, mà ông cũng chưa tin được là Phật pháp có thể là giúp cho ông trở thành người. Bây giờ tôi sẽ cho ông một cái nhìn nó thiển cận nhất về Phật pháp để mà ông sẽ tin tưởng nhiều hơn vào Phật pháp, để mà ông có được cái gì đó để mà ông tu luyện, để ông học hỏi, ông học Phật, tu dưỡng tâm đức. Ông muốn không? Muốn biết, muốn được thử cái đó không? Muốn, tao muốn lắm. Mày giúp cho tao đi. Rồi, bây giờ thì cái gương mặt của ông, cái gương mặt này là từ lúc mà ông đọa vào ngã quỷ để ông luyện tà thực, ông trả thù ông thầy pháp đó là mới có gương mặt này đúng không? Đúng rồi đó. Rồi bây giờ là ông có muốn là cởi bỏ đi cái khuôn mặt này và quay trở về với cái khuôn mặt lúc ban đầu mà ông chưa đọa vào ngã quỷ không? Chưa nhập ma không? Muốn, tôi muốn lắm nhưng mà tao không có biết cách làm sao mà cho nó mất cái gương mặt này. Vậy thì bây giờ để cho tôi giúp cho ông một phần, để tôi thay đổi cái diện mạo khuôn mặt của ông, để cho ông biết được Phật pháp nó nhiệm màu như thế nào, Phật pháp nó tốt như thế nào, để mà ông quyết tâm ông tu hành nha. Mày giúp cho tao đi. Rồi bây giờ thì ông hãy chắp tay lên đi, rồi ông niệm với tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thật thành tâm vào để tôi làm phép. Rồi bây giờ ông hãy từ từ ông đưa tay của ông lên, ông rờ lên cái khuôn mặt của ông coi xem là nó có còn sừng, còn xấu xí như lúc nãy không. Ôi, nó biến mất rồi nè mày. Ôi, cái sừng với cái nanh gì nó biến mất tiêu luôn rồi. Tôi trở lại như lúc trước rồi. Rồi tôi cảm ơn mày. Ông đừng cảm ơn tôi, mà ông hãy cảm ơn vào Phật. Đó. Rồi bây giờ là đã nhận ra được là Phật pháp nó nhiệm màu như thế nào chưa? Tôi nhận ra rồi. Vậy là bây giờ là có quyết tâm là về chùa để tu hành không? Có quyết tâm, mày giúp đỡ cho tao đi. Từ giờ tôi đi hả? Tao cải tà quy chánh. Tao không còn mà hận thù nữa. Tao buông bỏ hết. Để mà tao về chùa tôi tu hành. Rồi nếu vậy thì hãy chắp tay lên một lần nữa đi, để tôi làm phép rồi tôi đưa cho đi về chùa làm tu. Thật sự đúng là cái dòng quỷ này đúng là từ trước giờ là lý chung người gặp là khó nhất nha. Khó ở đây không phải là khó thu phục, mà ở đây không phải khó là khó mình đàn áp. Khó ở đây là khó thuyết phục. Thuyết phục biết bao nhiêu lần đâu mà vẫn chưa trơ chứng nào thật nấy, tới phải dùng biện pháp mạnh, dùng hình phạt đó, thì mới chịu khuất phục. Đúng là ngoan cố, tại vì cái dông này đó
đã đọa vào ngã quỷ rồi, đã nhập ma rồi, cho nên là cái bản ngã rất là cao. Nhưng mà cũng rất là may là cũng độ quá được, cũng hoan hỷ cả nhà. Rồi giờ cái video ngày hôm nay thì nói chung cũng xin phép khép lại tại đây ha cả nhà ha. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì cả nhà mình có thể ủng hộ cho Lê Trung thêm nhiều cái like nữa nha. Những video trên kênh thì nói chung á, như cái nhà mình thấy rồi, dạo gần đây thì nó bị tụt dốc quá nhiều, bị mất đề sức đó cả nhà. Chi phí thì nếu mà mất đề sức cái kiểu này thì chi phí chắc là trụ không nổi cả nhà. Dạ rồi, Lê Trung xin phép hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha.